Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng anh chị em đã trở lại với xưởng đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Giang. Và hôm nay em Sáng rất vinh dự được đứng đây để review, để giới thiệu một trong những sản phẩm, một tác phẩm đồ gỗ vô cùng cao cấp đã được cơ sở chúng em làm trực tiếp tại xưởng. Và trước mắt quý vị, đây là một sản phẩm, một tác phẩm đồ gỗ có tên gọi là tủ rượu mẫu cánh cong. Và toàn bộ kiểu dáng được cơ sở chúng em thiết kế thi công làm theo lối đặc trưng, đó là trường phái nội thất tân cổ điển hoàng gia quý vị anh chị em ạ. Đấy, bởi vì sao? Quý vị anh chị em có thể nhìn thấy này, trương yếm đặc biệt này, cánh này, yếm này, đấy, được cơ sở chúng tôi đục theo lối những dải hoa lá tây vô cùng dẻo. Và để quý vị anh chị em không thể chờ đợi lâu hơn nữa thì tôi xin trân trọng giới thiệu thông số kỹ thuật cũng như chi tiết của tủ. Chiếc tủ này được cơ sở chúng tôi làm có chiều dài là 1m80, chiều sâu là 45 và tổng cao 2m30 đấy ạ. Và đặc biệt sản phẩm này hiện cơ sở chúng em còn để nguyên mộc. Nếu anh chị em quý vị có nhu cầu về những sản phẩm đồ gỗ cao cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0817035555 hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại 0922782886, gặp em Sáng, chủ cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Giang, để được tư vấn và báo giá tận xưởng. Và như quý vị anh chị em đã biết, tủ rượu là một trong những sản phẩm đồ gỗ vô cùng cao cấp. Nó không những đơn thuần chỉ là một sản phẩm đồ gỗ mà nó còn là một tác phẩm nội thất vô cùng cao cấp. Nó sẽ tôn vinh được cái giá trị của không gian căn phòng mà chính gia chủ sử dụng. Và đặc biệt những sản phẩm được làm từ gỗ cao cấp có vân đẹp trần tự nhiên như này thì nó sẽ tôn vinh được cái giá trị thương hiệu sang trọng của chính người chơi những sản phẩm như thế này. Và anh chị em thấy này, toàn bộ hiện tại sản phẩm còn để nguyên mộc quý vị anh chị em ạ. Và đến với đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Giang, anh chị em sẽ được cảm nhận những sản phẩm chân thật nhất đó là gì. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì những sản phẩm của cơ sở chúng tôi làm thi công là toàn bộ là từ khâu pha phôi mua gỗ thi công cho đến khi dựng sản phẩm mộc, cơ sở chúng em sẽ review toàn bộ từ trong ra ngoài. Anh chị em thấy này, đây nhá, đơn cử đây, tủ, toàn bộ tủ đây ạ. Đấy, toàn bộ tủ đây, cơ sở chúng em này, kính chưa cắt này, giấy giáp chưa đánh này, anh chị em thấy này, trong ngoài anh chị em thấy này, những cái chiếc đọt như thế này thì cơ sở chúng em có bớt lại để sau này mình cắt kính, bởi vì sản phẩm này là sản phẩm còn để mộc chưa hoàn thiện quý vị anh chị em ạ. Đấy, và đặc biệt này, đây ạ, đấy quý vị anh chị em thấy này, toàn bộ được cơ sở chúng em lựa vân vô cùng cao cấp quý vị anh chị em ạ. Đấy, vành mai rất dẻo đấy, trương hoa lá tây vô cùng tuyệt vời. Và tại sao em Sáng lại phải té nước? Bởi vì sao? Những sản phẩm như thế này thì có nghĩa là khi mình té nước lên thì vân nó sẽ nổi rất nhiều, là một hai, khi nào sơn PU thì nó sẽ y xì như này quý vị anh chị em ạ. Đặc biệt nhận dạng nhất của những sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Giang đó là gì? Chân thật nhất, vân trần tự nhiên quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì những sản phẩm như này anh chị em có thể mua về đấy, sử dụng những căn phòng, ví dụ như phòng khách mình có để những chai rượu vô cùng sang trọng và đẳng cấp, hoặc quý vị anh chị em có thể để đồ đấy, tùy theo cái nhu cầu mong muốn của anh chị em. Đấy, ví dụ mình mua về mình có thể để kê tượng, kê lục bình, để những tiểu cảnh nọ hoa này vô cùng cao cấp quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì đây, tủ sẽ bao gồm hai ngăn kéo quý vị anh chị em thấy này. Đây, ngăn kéo của tủ thì cơ sở chúng em móc. Đấy, thay vì mình làm cái kéo đồng bằng tay thì bây giờ cơ sở chúng em cho quét như này thì nó rất tiện. Đấy quý vị anh chị em ạ, rất tuyệt vời. Đây, trong ngoài đây quý vị anh chị em ạ, mộng mạng, toàn bộ là mộng bằng máy tàu hết quý vị anh chị em nhé. Đấy, đảm bảo 100% mộng mạng vô cùng chắc chắn và tuyệt vời. Đấy, hai ngăn kéo thì tủ bao gồm hai ngăn kéo anh chị em này. Đây, em mở hẳn trong ngoài ngăn kéo ra anh chị em thấy này. Đấy, hai bên ngăn kéo này. Đấy, anh chị em thấy này, rất tuyệt vời. Đấy, và đặc biệt cánh, riêng chiếc tủ này có bộ cánh có 102 quý vị anh chị em ạ. Nếu quý vị anh chị em mà bảo đặt một chiếc tủ như thế này, được cơ sở bên em có làm chăng nữa thì cũng không thể nào vân giống như này được, bởi vì mỗi một cây gỗ đều có một cái kiểu vân khác nhau, đặc biệt khác nhau quý vị anh chị em ạ. Đấy, hai chiếc cánh này là cùng một cây gỗ này, phải nói là rất tuyệt vời. Hai chiếc cánh này có hình thù, phải nói là như một tác phẩm quý vị anh chị em ạ. Đấy, và sản phẩm đây, trong ngoài đây quý vị anh chị em cảm nhận này. Đấy, rất tuyệt vời. Thì tủ bao gồm hai tầng, tầng dưới anh chị em có thể để mọi người có thể để đồ vật này. Đấy, thậm chí mình có thể để một cái lục bình. Đấy, hoặc là một chai rượu rất to, tùy nhu cầu anh chị em. Đấy, thì có hai ngăn kéo. Cánh cong quý vị anh chị em thấy này. Đấy, cánh cong cũng hết sức tuyệt vời. Đây, vân này, quý vị anh chị em à. Đấy. Để tạo lên những đường vân vô cùng đẳng cấp như này, cơ sở bên em phải lựa gỗ rất kỹ quý vị anh chị em ạ. Đấy. Đặc biệt này, đây, cánh hồi đấy thế này.
toàn bộ 4 chiếc cánh này là cùng một cục gỗ vanh trên máy cưa anh chị em ạ, không hề uốn nhá. Đấy là một trong những đặc điểm sản phẩm dễ nhận dạng nhất của đồ gỗ Sáng Trang, đó là gì? Làm khó. Đấy, làm khó nhưng mà thật quý vị anh chị em ạ. Đấy, tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì vanh cánh cong bao giờ khó hơn là việc uốn. Đấy. Đấy, tại sao nhiều anh chị em hỏi tại sao không uốn cho nó dễ? Và xin thưa quý vị anh chị em là uốn thì rất dễ, nhưng trong cái khó nó lại có cái rất nhiều cái khôn. Ví dụ như những chiếc cánh này, nếu mà mình vanh được ra, đây anh chị em thấy này, toàn bộ này, trong ngoài này, bén tít tìn tịt này. Đấy, nếu như cánh uốn thì một thời gian là ngay chỗ này nó sẽ hở hết. Đấy, anh chị em ạ. Quá tuyệt vời. Anh chị em thấy là toàn bộ yếm này vân trần tự nhiên, rất sắc nét. Đấy. Và em Sáng xin nói này này, sản phẩm này là sản phẩm còn để nguyên mộc, hàng tự do. Nếu quý vị anh chị em yêu thương, vui lòng gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 081 703 5555, gặp em Sáng, chủ cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang, để được tư vấn và báo giá tận xưởng. Đây, em có thể quay luôn cả bên hậu này, anh chị em thấy này. Đấy, sản phẩm này, bên hậu bên em này, toàn bộ ván, anh chị em thấy này. Đấy, luột từ trong ra ngoài, luột từ trong ra ngoài. Cam kết những sản phẩm xuất xưởng từ đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang luôn mang lại những giá trị chân thật nhất quý vị anh chị em ạ. Đấy, và em Sáng xin nói lại này, cơ sở bên mình có tại địa chỉ Kim Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Linh. Đấy, và đây là nhà em luôn quý vị anh chị em ạ. Đấy, và những sản phẩm như này luôn mang đến những giá trị đặc biệt quý vị anh chị em ạ. Anh chị em có thể mua về sử dụng hoặc mua về tặng biếu. Đấy, và đặc biệt đồ gỗ Sáng Trang xin nhận hàng đặt quý vị anh chị em, hàng đặt theo yêu cầu. Đấy, nếu anh chị em có thể thích những mẫu tủ khác hoặc thích những món đồ khác, có thể gửi ảnh. Đấy, gửi ảnh qua Zalo, đồ gỗ Sáng Trang sẽ làm theo nhu cầu của khách hàng. Còn đây là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời quý vị anh chị em ạ. Toàn bộ đây, sản phẩm này ít nữa thôi, chỉ trong tháng này đồ gỗ Sáng Trang sẽ hoàn thiện dần, và toàn bộ cắt kính đàng hoàng Hà Nội, và sẽ review tiếp cho quý vị anh chị em sau khi để anh chị em có thể biết được này, sản phẩm mộc nó như nào và hoàn thiện nó sẽ như nào. Đấy, và em Sáng xin cảm ơn quý vị anh chị em đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ những sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang, và rất mong quý vị anh chị em đăng ký kênh YouTube đồ gỗ Sáng Trang để sớm nhận được những sản phẩm mới nhất từ cơ sở bên em. Một lần nữa, đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị em đã luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành cùng cơ sở bên em. Chào thân ái.